Xin kính chào quý cô chính trị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 4 năm 2022 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, những cái mặt hàng kg đẹp, hàng đang mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Tuy nhiên thì và với cước phí vận chuyển rất là ưu đãi như vậy, khi cô chú anh chị đặt hàng bên em 5 kg cước phí sẽ khoảng tầm 45 cho đến 50.000 thôi, và 10 kg cũng chỉ khoảng tầm 70-80.000 ạ. Nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi đặt lan bên cơ sở lan rừng em với cái gói cước tuyệt vời như vậy nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô giáng hương bạch nhạn. Một cái lô hàng đẹp tuyệt vời như vậy này, cây lá xếp rất là xinh, và giáng hương bạch nhạn thì tầm bây giờ là nó chưa có nở hoa đâu cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cây nó đang nhú nụ như thế này này. Cho ai yêu thích cái mùi hương rất là tuyệt vời cũng như là màu trắng nuột nà của dòng giáng hương bạch nhạn. Cây nó đang nhú nụ, có những cây nhú nụ dài rồi, cũng có cây mới đang chuẩn bị nứt nụ thôi. Tóm lại là những cây lan này thì nó chưa có hoa nên là chưa nở hoa. Đây cô chú anh chị này, có những cây như vậy nó đang bắt đầu là đây đó, nó chỉ đang bắt đầu ra ngách nụ ở đây này cô chú anh chị này đấy. Có những cây thì đang bắt đầu là nhú nụ thôi, có những cây thì nó cũng chưa cô chú anh chị ạ. Nên là cô chú anh chị sẽ về sẽ được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời từ những cây bạch nhạn này luôn ạ. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán từ 0,3 kg thoải mái, cô chú anh chị làm những giò rất là đẹp để sưu tầm rồi. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây lan ạ. Đây là cây quế tím nhá. Cô chú anh chị cùng em thưởng thức những cái giò quế tím phải nói là đẹp mê ly đây ạ. Cô chú anh chị xem này, có những cái quế tím, những cái giò quế tím mà người ta trồng được nó rủ hoa sai hoa đẹp tuyệt vời như thế này. Cây thì bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa thì với những chùm hoa rất là dài như thế này nhá. Và cái dòng dáng hương quế tím này cũng đã cắt tỉa rất là gọn lẽ, lá xếp bóng bẩy rất là xinh như thế này. Em bán với giá chỉ có 170 cho 1 kg và em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương tam quế lan hương ạ. Một cái loại lan mà người ta gọi là dòng đệ nhất hương này ạ. Cô chú anh chị thấy này, năm vừa rồi nó có những cây nó cho những cái cần hoa to đùng và dài tuyệt vời như thế này, chắc chắn là khi sổ hoa rất là thơm luôn rồi. Đó, hàng xanh mướt như vậy luôn. Và em bán dòng quế lan hương này chỉ với giá là 300.000 thôi cô chú anh chị nhá. 300.000 cho 1 kg thôi ạ. Bình thường cô chú anh chị thấy là trước nay thì em vẫn bán 400 và cái lô hàng này về thì được giá rất là rẻ nên em cũng sẽ bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá rất là rẻ như vậy nhá. Nó dòng quế lan hương, quế trắng tháng 8, cái dòng lan mà hoa vừa thơm mà lại nở hoa đặc biệt với mùa tháng 8. Rất là ít những cái loại lan nở. Sang bên này đây sẽ là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái thân chuỗi ngọc thắt đốt sáng bóng rất là đẹp như thế này. Và hàng này thì hiện tại thì mùa hoa xong ấy, nên là cây rụng lá, nên là để cô chú anh chị không phải cân những cái lá nó không cần thiết thì bên em đã vặt hết những cái lá đi như thế này rồi. Đó, thì cô chú anh chị sẽ mua rất là lợi cân luôn. Cây đang lên mầm rất là xinh này. Em bán với giá chỉ có 170 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là những cây đuôi sóc rất xếp rất là đẹp này. Hàng cũng đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, nụ của đuôi sóc mùa này thì nó cũng khá là dài rồi đấy ạ. Khá là dài rồi và hoa của nó thì khi mà sổ thì rất là tím. Nên là khi mà vận chuyển đóng gói ấy, cũng sẽ có những cây nó bị hỏng nụ ấy cô chú anh chị. Nên là sẽ còn có nụ còn nụ mất á. Thì cô chú anh chị cũng thông cảm nhé. Với cái hàng đuôi sóc xếp như vậy em bán với giá là 120 cho 1 kg thôi nhé. Sang bên này đây thì em có hai lô ý ngọc cô chú anh chị nhìn ạ. Cái nụ chi chít là nụ như vậy và mầm gốc đang lên rất là tuyệt vời. Em có hai lô ý ngọc này, mỗi một lô em bán với giá 80.000 để cô chú anh chị được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời trọn vẹn luôn. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu này, ngọc thạch ba màu Bắc nhé. Cây cũng đang lên mầm xanh mướt và cũng đang nhú nụ đấy ạ. Đó. Và em có hai lô ngọc thạch như vậy, mỗi một lô như vậy em bán với giá chỉ có 70.000 thôi. Lô bên này thì có kèm theo một nhánh thông đất bé bé này cô chú anh chị này.
Đó. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc nhé. Hoàng phi hạc thì mùa này cũng đã đang nở hoa xong rồi, nên là cây của nó cũng sẽ rụng lá này. Đấy. Cây cũng sẽ rụng lá và mầm chồi thì đang lên, cô chú anh chị nhìn ạ. Nên là cô chú anh chị cây rụng lá như vậy thì cô chú anh chị mua cũng sẽ rất là lợi cân luôn. Và đây là một trong những cái mặt bông của hoàng phi hạc. Với em thì những cái mặt bông của hoàng phi hạc là những cái mặt bông rất là đáng thưởng thức, với những cái khuôn bông gọn ghẽ và rất là sắc nét. Có những cái cây thì cánh vàng, có những và họng cũng sẽ màu vàng, và có những cây thì cái họng của nó sẽ màu đen, rất là đẹp như thế này nhá. Và hoàng phi hạc em chỉ bán có 130. Cô chú anh chị thấy là nhiều nơi hiện tại người ta vẫn bán đến 150 đúng không ạ? Sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh, mà một cái vùng mà cô chú anh chị thấy là nó có thể sổ ra rất là nhiều những mặt bông đẹp. Và những cây kiếm tiên vũ này đều là những cây tuyển chọn lá láng bóng, cũng như là côn lùn nó dài khoảng tầm 45 cm đến 40 cm đổ lại thôi. Đó, và hàng tuyển chọn như vậy em bán với giá là 130 nhé. Đặc biệt hôm nay em về một cái lô đai châu rừng, phải nói là hàng vô cùng là xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Lô hôm nay về thì quá là ưng ý. Những cây này thì đến Tết cô chú anh chị nó không quá lớn và cũng không quá nhỏ, đến Tết cô chú anh chị có thể được thưởng thức những cái giò lan rất là đẹp của những cây lan này rồi. Và hàng thì không có lỗi lá nhé cô chú anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Rễ non thì đang bắn rất là đẹp như thế này. Đấy, về cô chú anh chị trồng lên, ghép lên là mình sẽ có ngay một cái giò lan thuần rất là nhanh. Đó, đến Tết mình sẽ có một cái giò lan rất là tuyệt vời, một cái giò đai châu nghinh xuân ngọc điểm để cô chú anh chị thưởng thức rồi. Và cái lô hàng này thì em xin phép được bán với giá là 350.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Đó, 350.000 cho 1 kg cô chú anh chị vẽ về ghép ngắm thân lá cũng như chờ đợi cho một mùa hoa Tết tuyệt vời tới ạ. 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 kg của cái dòng lan này nó sẽ rơi khoảng tầm 5 cho đến 9 cây cô chú anh chị nhé, 5 cho đến 9 cây, tức là cây nhỡ rất là vừa tầm tuyệt vời luôn. Đấy, 5 đến 9 cây cô chú anh chị. Và em sẽ bán từ 0,3 kg. 0,3 kg cô chú anh chị cũng có những cái cây đai châu rất là đẹp để cô chú anh chị về trồng và chăm sóc rồi nhá. Hàng thì không hề lỗi lá luôn cô chú anh chị nhìn này, rất là đẹp. À, bên này thì em có một cái combo này. Combo này là một cái cây chồn đang nụ này, hai cây chồn này cô chú anh chị này. Hai cây dáng hương đuôi chồn với cả một cái lô kiếm bạch ngọc hoa trắng nhá. Hoa trắng, hoa rất là to đấy ạ. Và cái dòng lan lô này em bán là 80.000 này. Bên này là một cái combo cùng với sơn thủy tiên này, rồi là kiều cam nhé cô chú anh chị nhé, kiều cam sơn thủy tiên, rồi nhất điểm hoàng, nhất điểm hồng ạ. Cái combo này em bán với giá là 70.000 cho combo này. Và bên này đây sẽ là dòng dáng hương hoàng nhạn nhé. Hoàng nhạn tháng 4 là được có thể coi là một cái chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Về cây, thân lá, hoa giống nhau y, nó chỉ khác nhau về mùa hoa thôi nhé, kể cả về hương, về sắc, không có gì khác biệt. Và cả và cây hoàng nhạn tháng 4 chuẩn hiện tại đang nhú nụ như thế này cô chú anh chị này. Đó, đây ạ, cây đang nhú nụ như vậy nhé. Và cái cây này thì về cô chú anh chị ghép tầm đúng thời điểm như vậy thì nó sẽ ra rễ và thuần rất là nhanh luôn. Và em bán những cây hoàng nhạn tháng 4 như vậy nhé. Hoàng nhạn tháng 4 đang mùa nụ tuyệt vời, mùa ghép đẹp với giá là 800.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, tức là 0,1 nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 cây ạ. Và bên này đây sẽ là một cái lô hoàng thảo hương vani ạ. Hương vani là đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi đấy cô chú anh chị. Những cái thân như thế này thì chắc chắn là một cái phần lan như thế này chắc chắn là cô chú anh chị có một cái giò lan tuyệt vời để thưởng thức rồi. Em bán với giá là 80.000 cho một cái lô này này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hiện tại đang mầm rất là tuyệt vời. Trước tiên sẽ là cái dòng lan em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cây phi điệp cánh viền nhá. Và phi điệp cánh viền cô chú anh chị chơi lan lâu chắc chắn biết đây là một cái mặt bông mà khi mà đi dự triển lãm về các loại lan thì đã được một cái giải rất là cao. Dòng phi điệp cánh viền một cái mặt bông rất là đẹp, và nó nở hoa vào đúng thời điểm Tết nữa. Và một cái chậu phi điệp cánh viền như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3-4 thân trở lên, 3-4 thân trở lên cô chú anh chị nhé. Và em bán một chậu như vậy thì chỉ có giá là 160.000 cho một chậu thôi. Đó, 160.000 thôi. Và hiện tại cô chú anh chị thấy là những cây này nó đang đi ngọn rất là khỏe và khá là dài rồi, bởi vì bản thân của nó sẽ nở hoa vào đúng thời điểm Tết mà. Bên này Hawaii cũng vậy. Hawaii trắng, đây là dòng Hawaii trắng của chú anh chị nhá, chuẩn hàng ươm ki, chuẩn mặt bông luôn. Và dòng Hawaii trắng cho ai yêu thích cái màu, những cái suối hoa màu trắng thơm tuyệt vời của nó, hoa cũng sẽ nở vào thời điểm Tết. Một chậu rơi từ 3-4-5 thân trở lên, 4-5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Và một chậu như vậy thì em chỉ bán có 150.000. Và cô chú anh chị biết rằng là cái dòng Hawaii này thì trước đây nó cực kỳ là hot, mỗi một thân người ta bán theo thân cơ, một chậu khoảng tầm 4-5 thân cũng phải tầm 4-500.000 trở lên cô chú anh chị ạ. Thì thời điểm bây giờ đây cô chú anh chị, 150.000 sở hữu
oai, một chậu hoa oai rất là tuyệt vời như thế này. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng lan giò sơn thủy tiên. Cô chú anh chị thấy là em có những cái giò sơn thủy tiên nó rất là xanh khủng đẹp như vậy này. Em bán một giò sơn thủy tiên như vậy nhá, nặng chịu tay luôn ạ. Giả hành căng mướt như thế này khi mà sổ hoa có thể cho cô chú anh chị những tác phẩm tuyệt vời. Hiện tại thì mầm cũng đang bắt đầu lên này. Chú anh chị này, cây rất là khỏe. Em bán một chậu như vậy với giá là 250.000 cho một chậu nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Ono. Giả hạc Ono thì đang chi chít là mầm này. Cô chú anh chị này, có những cây ngọn mầm ngọn đỏ rất là đẹp nữa. Cô chú anh chị thấy là cái mặt bông của nó sắp tàn hoa rồi mà cô chú anh chị thấy là sắc tím rất là đẹp. Là một bông hoa còn sót lại để cô chú anh chị biết cái mặt bông ạ. Thì cái dòng giả hạc Ono như vậy một chậu em chỉ bán 90.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan trầm sưu đỏ. Trầm sưu đỏ bây giờ thì đang có nụ nhỏ như vậy này cô chú anh chị này. Chỗ em thì thời tiết khá là lạnh nên là cái cây nó cũng ra hoa khá là muộn, chứ bình thường cái cây này nó sẽ nở hoa đúng ở thời điểm Tết ạ. Mầm gốc đang lên rất là khỏe luôn và một chậu thì đang có một thân nó dài trên 40 cm. Và đây cái mặt bông của dòng lan trầm sưu đỏ, cô chú anh chị sưu tầm những cái chậu này. Đấy, mặt bông của nó rất là thơm to và đậm như vậy nhá, cánh hoa cũng tròn căng rất là đẹp. Em bán một chậu trầm sưu đỏ như vậy để cô chú anh chị làm giống cũng như là thưởng thức mùa hoa đẹp nhất với giá 90.000 cho một chậu trầm sưu đỏ thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị này. Những cái chậu kiều vuông cánh trắng thì hiện tại là cây cũng chưa có nở hoa đâu ạ. Hiện tại thì một số mắt nụ nó đang bắt đầu là chuẩn bị sưng và chuẩn bị nứt mắt nụ như thế này nhá. Và một cái chậu kiều vuông cánh trắng như vậy ạ, những cái thân mà không có lá nó vẫn chứ cho hoa bình thường, nên là cô chú anh chị chứ không phải là nó có tác không có tác dụng đâu nhá. Và một cái chậu như thế này thì em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 180.000 cho một cái chậu như vậy. Đó, 180.000 cho một cái chậu kiều vuông cánh trắng. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan kiều tím Thái, một cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm bởi vì cái mặt bông rất là tím đậm của dòng lan kiều tím Thái này. Dòng kiều tím Thái này thân của nó rất là lùn cô chú anh chị nhá, thân côn lùn, thân rất là lùn luôn. Đó, thì một chậu nó có nhiều mầm như thế này này. Đấy. Và có những cái mầm như vậy này, và đây là cái mặt bông của dòng lan kiều tím Thái này. Đấy, thân ngắn nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa thì rất là sai hoa, với những cần hoa thì cũng không hề ngắn nhỏ nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, người ta đã tạo ra những cây giống rất là tuyệt vời như thế này này. Và một chậu kiều tím Thái như vậy thì em chỉ bán có bao nhiêu ạ? 130.000. Mà cô chú anh chị tìm hiểu giá trên thị trường người ta bán không dưới 150.000 đúng không ạ? Hàng này thì bọn em nhập trực tiếp ở hàng Thái về, nhập trực tiếp bên Thái về và không qua trung gian ấy, nên là cũng giá cũng khá là yêu thương cho cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây cũng là những cái cây lan hài. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái cây lan hài này, em nghĩ rằng cô chú anh chị mà được ngắm trực tiếp cũng như thưởng thức cái mùi hương của nó, chắc chắn là không ai là không thể yêu những cái bông hài này cô chú anh chị ạ. Bông hài này nó rất là to cô chú anh chị, nó gần to ngập cả bàn tay luôn nhé cô chú anh chị nhé. Thân thì bé nhỏ luôn và cái dòng hài này thì mình có thể chơi được khoảng tầm 2-3 tháng cô chú anh chị ạ, 2-3 tháng. Và ở đây thì em có mỗi một chậu như vậy nó đang nở hoa như thế này. Đó, cô chú anh chị biết mặt bông luôn. Và em bán với giá chỉ có 200.000 cho một chậu nhé. Cũng có cây nó đang nụ này, cây này là cây chậu hài này là chậu hài... dòng lan hài Lecochilium của chú anh chị nhá. Lecochilium hoa to và cái hương thơm dịu nhẹ. Đấy, hương thơm dịu nhẹ và nó cũng là một trong những cái dòng lan hài mà rất là dễ trồng, dễ chăm, rất là khỏe nữa. Còn bên này là cây Myanmar này, cây Myanmar này đang nụ này cô chú anh chị này. Em cũng bán đồng giá là 200.000 cho một cái chậu như vậy. Và ở đây thì em có một cái cây này để cô chú anh chị về sổ hoa. Cây này thì lá rất là tím, cây này cũng là Lecochilium và cây này thì em bán với giá là 150.000 cho cái chậu cây này. Còn cái chậu này chậu một cây á cô chú anh chị, còn chậu này là chậu 3-4 cây thì em cũng bán với giá là cây này cây 3-4 cây luôn mà nó hơi nhỏ. Em bán chậu này với giá là 280.000 nhá, 280.000 cho chậu này. Cô chú anh chị một lần nữa cùng em ngắm lại những cái bông lan hài rất là xinh. Những cái cây lan hài Lecochilium rất là tuyệt vời, đáng thưởng thức. Cũng có những cây đang nụ này cô chú anh chị này, đó rất là đẹp luôn. Và sang bên này đây là những cái chậu phi điệp tím nhé. Những cái cây phi điệp tím này thì nó rơi vào khoảng tầm 4-3 cái thân, ba ngồng hoa cô chú anh chị ạ. Đang có 3 thân hoa nó đang nụ như thế này và mầm gốc thì một số cây là đang bắt đầu lên này. Cây này cây mẹ này lên 2 mầm luôn này cô chú anh chị này. Cây thì cũng đang bắt đầu là lên mầm gốc rất là đẹp luôn. Đó, về cô chú anh chị sẽ có những cái giò điệp rất là tuyệt vời để thưởng thức và một cái chậu lan giống để làm giống nữa ạ. Em bán một cái chậu như vậy rơi vào 3 thân hoa trở lên với giá chỉ có 160.000 cô chú anh chị nhá. Đây này. Đấy, 160.000 cho một chậu điệp tím mà rơi vào từ 3 thân hoa trở lên. Và nụ của nó thì đang ba thân nụ ấy, nó sẽ chậu là đều đều 3 thân nụ thôi cô chú anh chị ạ. Không có chậu 4 thân nụ. Em thấy như vậy.
thì em bán là 160 thôi cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn, với cây chậu cây giống rất là đẹp nữa. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài. Bên này đây là em có cái chậu lan hài vũ nữ sô cô la baby. Cô chú anh chị thấy là cái nụ của nó phân nhánh này, một cái cần hoa như thế này thôi mà khi mà nở thì cũng ngắm rất là đã mắt luôn rồi, mà cực kỳ là thơm nhá. Vũ nữ sô cô la baby ạ, có những chậu đang nụ và có những chậu đang ngậm nụ. Còn bên này là vũ nữ nhện xanh ạ. Dòng vũ nữ nhện xanh chậu thì cũng 3-4 giả hành trở lên. Và dòng vũ nữ mèo cam cô chú anh chị này, cây cũng 3-4 giả hành trở lên, tất cả đều đang ngậm nụ rất là tuyệt vời. Em bán một cái chậu như vậy chỉ đồng giá có 140, và tất cả những cái cây lan này nó sẽ cho mình hoa quanh năm ạ. Và tiếp sang bên này đây là những cái cây quế xếp rụt rất là tuyệt vời, những phần đai châu cũng như cây hài nụ đẹp xuất sắc. Rất là nhiều loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những phần lan ưng ý nhất nhé. Với giá thì cũng rất là nhẹ nhàng, mà bất cứ cô chú anh chị nào yêu mến cũng có thể sưu tầm được. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị. Trước tiên sẽ là cái hình đai châu trước, cô chú anh chị này. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân ở đây thì quá là tuyệt vời luôn rồi, hoặc là không, cô chú anh chị muốn kỹ càng hơn, cô chú anh chị hãy mua theo cây này cho em thì cũng được cô chú anh chị nhé. Một cái lô đai châu này có 4 cây ạ. 4 cây đây cô chú anh chị, chỉ với giá có 180.000 thôi. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Đủ rẻ, đủ quá là rẻ luôn đúng không ạ? Về làm được một giò to hoặc là hai giò rất là đẹp. Bên này là hình tiếp theo là hình số 2, hình này là 3 cây to nhé cô chú anh chị nhé. Đây này, 3 cây to bản lá có cây mít luôn cô chú anh chị ạ. Và cái hình này thì em xin phép bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 150.000 cho hình này. Tiếp sang bên này là hình số 3. Hình số 3 này cũng là 3 cây rất là to luôn đây cô chú anh chị. Lá xếp rụt rịt, bản lá to cực kỳ là đẹp như vậy. Và hình này em bán là 210.000 nhá, hình số 3. Sang bên này sẽ là hình số 4. Hình số 4 này, hình số 4 này là có hẳn 4 cây nhá. 4 cây như vậy đấy ạ. Đó cô chú anh chị nhìn là cây nào cây đấy đẹp không lỗi lá, em bán chỉ có 160, mỗi một cây có 40.000. Cây châu đẹp như vậy. Sang bên này sẽ là hình số 5. Hình số 5 này có 3 cây ạ. Đây 3 cây bản lá mít nè cô chú anh chị này. Cây dưới này lá mít rất là đẹp luôn, xếp rụt nhá. 3 cây này em bán với giá cũng 210.000 đấy ạ. Sang bên này sẽ là những hình hoàng nhạn. Hoàng nhạn thì em có bán hàng cân bên kia nhá. Bán hàng cân bên kia với giá là 800.000, hoặc cô chú anh chị muốn kỹ hơn thì chọn ở đây thì em bán theo hình này cũng cô chú anh chị có thể chọn được. Cái hình này thì có đến 12 cây ạ, 12 cây nhạn ở đây. Em bán với giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, cái lô nhạn này lô nhạn số 6. Và hình nhạn số 7 này, hình nhạn số 7 này cũng có đến 13 cây. Cây này chuẩn bị sắp bung lụa đến nơi rồi đây cô chú anh chị này. Đó. Những cây nhạn nụ rất là đẹp luôn như thế này. Và cái hình số 7 này là 13 cây nhá. Em bán với giá là 150.000 cho cái hình số 7. Hình tiếp theo là hình số 8 có 10 cây ạ. 10 cây nhạn ở đây. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo là hình số 9, 11 cây. 11 cây thì em bán với giá là 140.000. 140.000 cho cái hình nhạn này. Và hình tiếp theo, hình số 10, 6 cây to, 6 cây nhạn to của chú anh chị ạ. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho cái hình nhạn này. Sang bên này đây sẽ là những cái hình hài gấm quá là đẹp. Chưa bao giờ em có một cái lô hài gấm về nó đẹp như vậy, mà hiện tại thì cây đang nụ nữa này. Cây này nụ về như vậy và nguyên rề như thế này là về cô chú anh chị sẽ không sợ bị chột nụ luôn nhá. Nguyên rề như thế này là không bao giờ bị chột nụ luôn này cô chú anh chị này. Cây thì đang nụ như thế này thôi nên là cô chú anh chị hãy về yên tâm giúp em. Cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan hài quá ư là tuyệt phẩm luôn cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều thân và nó đang nụ như thế này. Đấy. Không hề sợ bị chột nụ bởi vì nó là hàng rề mà. Và cái rề này, hình này là hình số 11, xin phép bán là có 70.000 thôi ạ. 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn. Và tiếp theo sẽ là hình số 12, cái hài gấm. Hình số 12 cũng là một cái rề đang nụ, tất cả những cây hài này đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Nên là những cây nụ như thế này thì rề như thế này nữa thì cô chú anh chị mua quá là không phải suy nghĩ luôn về cái mặt về cái việc mà cô chú anh chị được thưởng thức hoa. Hình 12, rề này với giá chỉ có 60.000. Cái bông lan hài thì nó nở rất là bền hoa mà ngắm thì có những cái điểm nó phải nói là rất là thú vị, rất là thích luôn cô chú anh chị ạ. Cái hình này là hình số 13, hình số 13. Cái rề hài gấm này em cũng bán với giá rất nhiều nụ nhá. Rất là nhiều nụ nên em không đếm hết đâu ạ. Em bán là 70.000 cho rề 13 này. Hình số 14,
Cái rể số 14 này, cái cây này đang mèo này. Nhiều cô chú anh chị là cứ thích là cái cây nó nở hoa rồi ấy. Em nghĩ rằng là mình nên chơi những cái cây mà nó đang mèo như thế này thôi, thì mình sẽ được về đến hồi lại rồi mình sẽ được chơi hoa trọn vẹn đấy. Cây này em bán với giá là 50.000. Tiếp theo, hình số 15 này. Mới rề rất là nhiều cây và cũng đang nụ như thế này này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Và cái rề này, đây này cô chú anh chị nhá, hẳn mảng rề như vậy. Hình này em bán 60.000. Và tiếp theo là hình số 16 ạ. Lô 16 này có 3 rề ạ. Chi chít là nhìn nụ luôn cô chú anh chị này. Đấy. Mỗi một cái cây hài gấm này này, cứ nó là một khi mà lên nụ ấy, nó cứ là một cặp đôi như thế này này, em thấy đúng cái kiểu, đúng kiểu hài luôn ấy cô chú anh chị. Đúng kiểu lan hài ở đôi giày đôi dép luôn ấy. Cái hình này thì em bán cái lô này nhá. Nó 3-4 rề ạ, 3-4 rề ở đây ạ. Với lô này em bán là 80.000 cho cái lô này là hình 16. Và hình tiếp theo là hình số 17 này, một rề xanh mướt như vậy này. Cây thì cũng đang nụ cũng như là đang mèo nụ này. Chú anh chị này. Đây ạ. Có cây thì nó lên nhanh hơn thì nhô cao hơn một chút xíu. Đây ạ. À, cũng có cây thì nó chỉ đang mèo ngậm ở như thế này. Đấy, nhưng mà cô chú anh chị yên tâm là cái cây này thì sẽ có những giò lan tuyệt vời để thưởng thức luôn. Em bán cái rề này với giá là 70.000 này. Và hình tiếp theo là hình số 18. Cái rề này em cũng bán với giá là nhựa. Hình này em bán chỉ có 50.000 thôi nhá. Đấy cô chú anh chị này. Chưa nhìn thấy nụ nhưng là đang nhú nụ hết rồi. Và tiếp theo là hình số 19. Rề số 19 này to bự này. Nụ nó lớn hơn một chút xíu rồi. Này, nụ nó lớn hơn một chút xíu rồi đây cô chú anh chị này. Đó. Và rề này em bán là 70.000 ạ. Hình 19. Và tiếp theo là hình 20. Đây là những cây quế lan hương xếp rụt. À, cô chú anh chị thấy là nhiều nơi người ta bán theo ngọn đúng không ạ? Mỗi ngọn lên đến vài trăm nghìn ạ. Ở đây thì em bán cái giá bình dân thôi. Em mua bình dân, giá bình dân. Nên là mặc dù hàng đẹp em vẫn bán giá bình dân cho cô chú anh chị đây. À, cái một cái lô quế này 3 ngọn xếp nhá cô chú anh chị nhá, chứ không phải hàng lướt ạ. Hình này em bán kiểu 220.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình 21 này, những ngọn quế xếp rụt tuyệt vời luôn. Đó, 2 4 1 2 3 4 4 4 5 ngọn xếp rụt như thế này. Em bán cái hình này với giá 260 nhá. Và tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này có đến 7 ngọn quế xếp xinh, cực kỳ là xinh. Hình này em bán với giá 250. Và hình số 23 em có 6 ngọn quế xếp ở đây ạ. Em bán hình này với giá 220. Hoặc là cô chú anh chị mua hàng quế bên kia cũng được nhá. Em bán 300 đấy ạ. Còn cái hàng 300 1kg đấy ạ. Còn hàng này thì em bán theo hình, cô chú anh chị có thể chọn hình 24 này. Hình 24 này có 6 đầu ngọn nhá cô chú anh chị nhá. 6 đầu ngọn ở đây. Em bán hình này với giá 220. Và hình tiếp theo là hình số 25. Hình này cô chú anh chị thấy là bao nhiêu cặp lá. Cái này rất là nhiều cặp lá luôn này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9, 10 cặp lá. Cái ngọn này cô chú anh chị thấy nó cong xuống như vậy nhá, không phải nó gãy đâu cô chú anh chị nhá. Cây này cũng rất là nhiều cặp lá luôn mà cây mẹ con nhá. Cặp quế này thì em bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 230 đó. Nếu như người ta nhiều nơi người ta bán đếm cặp lá lên như vậy và người ta bán một nhánh có thể vài trăm nghìn rồi đúng không ạ? Cây xếp rụt thẳng luôn. Sang bên này đây là cái hình số 5, hình số 26. Số 26 là 5 ngọn quế xếp ạ. Hình này em bán là 220.000. Và tiếp theo là cái hình số 27. Hình 27 này là có nguyên một rề như vậy này. Và bên này rề này là có bao nhiêu cây ạ? 2, 4, 5 cây. Rề này cũng là rề mẹ con này. Thêm 2 cây rề bên này nữa. Một lô quế như thế này em chỉ bán có 250.000. Và bên này sẽ là hình 28. Đều là những cây quế rất là to. Chú ý chị ạ. Đều là những cây quế xếp rất là to như vậy. Cái hình này thì em bán với giá là 320.000. 320.000 cô chú anh chị vì làm được một trụ quế đẹp tuyệt vời. Hình số 24, lô quế 24 cũng là những cây xếp rụt này. Cô chú anh chị thấy ạ, đẹp không? Hình này 4 ngọn quế đẹp. Em bán cái hình này thì giá chỉ có 200.000 nhá. Sang bên này đây sẽ là hình số 30, em có một cái phần cáo. Phần cáo này có đến 15 cây tươi giói xinh xắn như vậy em bán chỉ có 120.000 ạ. Sang bên này sẽ là hình số 32. Một cái giò cáo rất là nhiều cây và đang nhú nụ đẹp. Đảm bảo cô chú anh chị có một về có được thưởng thức những cái cây dáng hưng đuôi cáo với cần hoa dài. Dài nuột nà luôn đây này. Có vài cây đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò cáo này em bán với giá là 250.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 23 đây. Cô chú anh chị nhìn cái nụ của nó này. Cây này thì về cây khỏe như vậy thì chắc chắn là về hoa sẽ rất là căng đẹp luôn. Hai cây, ít nhất là hai cây có nụ rồi nhá. Em nhìn thấy ít nhất hai cây có nụ rồi. Hình như là 3 cây luôn đấy cô chú anh chị trong giò này này.
hình như là đâu là ba cây có nụ luôn ấy, là hai cây ba cây nữa. Gói giò này thì em bán với giá là bao nhiêu ạ? 250 nhá, chú ý chị nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 34. Chậu cáo 34 này cũng với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 250. Tất cả những cái chậu này thì đều đang có nụ hết rồi đây. Như cây này cũng nụ này, xếp và nụ này cô chú anh chị này. Ít nhất em thấy hai cây có nụ ở đây rồi. Em chưa nhìn kỹ nhưng mà em ít nhất là em thấy hai cây có nụ rồi. Và bên này sẽ là giò 35, ba cây cáo xếp này. Ba cây cáo xếp này em bán 200. Và hình tiếp theo, hình số 36, ba cây cáo bản lá to và rất là đẹp xếp, cây kiềm tiềm năng rất là tốt với giá 200.000. Và hình số 37, ba cây cáo này, ba cây cáo này em cũng bán là 200.000. Và một cái rễ quế, một cái lô quế ba ngọn đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Ba ngọn quế này này, mỗi ngọn rất là nhiều cặp lá ấy, cô chú anh chị, mà cái gốc của nó cũng không dài ấy. Cô chú anh chị thấy là một cái cây như thế này vừa rồi là nó có thể cho hai cần hoa đúng không ạ? Cho hai cần hoa đúng không ạ? Đây ạ. Đó, và cái giò ba ngọn quế này thì về cô chú anh chị đủ một giò lan tuyệt vời, một cái phần quế tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức luôn rồi. Chắc chắn đến mùa tới được một cái giò lan đẹp nhá. Cái hình quế này em bán với giá là 280.000 cho cái hình quế 38. Và hình quế 39 là một cái lô quế này, về cô chú anh chị được một giò khủng luôn. Đây là hai rễ quế mẹ con. Cây mẹ của nó thì rất là dài cô chú anh chị ạ. Trước đây thì nó cũng bị ảnh hưởng ngọn, nhưng mà nó đã mọc ngọn mới này. Đấy, nó đều đã mọc ngọn mới hết cô chú anh chị nhá. Đấy, còn cây con thì đang phát triển rất là khỏe và đẹp luôn. Cái hình quế này em xin phép được bán với giá là 350.000 ạ. Và sang bên này sẽ là những cái phần kiều tím, hàng đang chuẩn bị đến mùa hoa. Cái hình số 40 là một cái lô kiều tím này, rất là nhiều luôn. Em bán cái hình này với giá là 260.000, 260.000 cho lô kiều tím này. Tiếp theo, hình 41 em bán lô này cũng với giá là 260 nhá. À, hai rề. Và hình tiếp theo, cái rề này về cô chú anh chị là một giò đẹp. Trời ơi, cái nụ của nó kìa cô chú anh chị, ngắm sắp bung đến nơi đây cô chú anh chị. Nụ mê không? Cái rề này em bán là 280 nhá. Thực ra nó có nhiều nụ hơn nhưng mà nó có bị rụng đi một số nụ do quá trình khai thác ạ. Sang bên này, hình 43. Một cái rề 3 phần 3, rề 3 rề quế. Em bán hình này với giá chỉ có 260.000. Một cái rề hoàng phi hạc rất là khủng luôn này. Cô chú anh chị nào mà sở hữu cái rề này chắc chắn là sang năm sẽ có một cái tác phẩm đẹp. Đấy, mặc dù là bây giờ là nhìn cái thân nó vàng óng như vậy này, mầm nó lên rất là đẹp. Không biết là cái rề này nó sẽ có cái mặt hoa như thế nào, thân rất là vàng óng, rất là đẹp. Cái rề này em bán với giá là 200.000 nhá. Hình 44 là những cái hình 5 cánh trắng phú thọ, hàng chuẩn ươm ki ạ. Chuẩn ươm ki nên chuẩn mặt băng bông nhá. Một cái dòng lan mà kể cả những người mà không chơi lan chắc chắn cũng biết đến cái mặt bông tuyệt vời của dòng lan 5 cánh trắng phú thọ rồi ạ. Hàng này hàng chuẩn ươm ki em nhắc lại nhá. Chuẩn ươm ki chứ không phải hàng gieo hạt nên là chuẩn cây giống. Em bán cái hình 44 này với giá chỉ có 220. Một cây mẹ và một mầm tơ. Và hình 45, 240, một cái thân mẹ rất là dài và đang lên rất là nhiều ki. Và hình số 46 em bán là 180.000. Và hình số 47 chỉ có 150 nhá. Hình 48 này, một cây mẹ, một mầm tơ duyên rất là đực, 200. Và hình tiếp theo là hình 49. Hình 49 là hai mẹ và hai mầm. Đấy, về cô chú anh chị trồng 1-2 năm là có giò nái tuyệt vời luôn. Em bán cái hình này với giá là 290.000. Dù sao thì những cây bây giờ hiện tại hàng va nó đang xuống, nhưng mình là người chơi lan thuần túy thì em nghĩ rằng những cái bông lan đẹp thì cũng rất là đáng thưởng thức, rất là đáng chiêm ngưỡng đúng không ạ? Mới giò dáng hương tam bảo sắc này, hàng đang nụ ạ. Đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, em bán có 160 thôi cô chú anh chị nhá. 160.000 thôi ạ. Và một cái giò này là cái giò hoàng thảo vôi mà bông hoa của nó rất là tím như thế này cô chú anh chị này, có cần hoa rất là tím như vậy. Đây là vòng dòng vôi bắc nhá, mầm gốc thì đang lên chi chít, em bán hàng cây giống thôi. 140.000 cho bảng vôi này. Sang bên này đây thì em có vỏ thông nhá, với giá 20.000 trong 1 kg. Và em có vỏ thông size 1-2 vỏ thông vụn đấy ạ. Và em có rêu rừng khô cong và làm sạch sẽ luôn rồi, phơi rất là khô, 1 kg siêu nhiều với giá 50.000. Dớn vụn, một cái giá thể trồng lan tuyệt vời với giá là 50.000 trong 1 kg. Rất là nhiều những chế phẩm ở đây này. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 một cặp. Atonic là 10.000 trong một gói nhá. Và B1 Thái 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Liền da Mỹ Tiến là 40.000 ạ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Cái ba loại phân bón thông minh tan chập có kiểm soát bán 30.000 cho một lọ, và ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé. Cái cáp tan đặc trị thô nhũn 35.000 cho một lọ này. Và bên này thì em có thêm cái dòng lan thuốc đặc trị côn trùng đẹo với giá là 70.000 cho một lọ nhé.
Kin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá em bán là 25.000 trong một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu với giá là 15.000 trong một túi 100g và một cái hộp như vậy là 1kg với giá là 130. Một cái túi như vậy cũng là Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 1kg 130. 50.000 thôi. Bên này sẽ là mút hữu cơ của Hà Lan. Em bán là 70.000 trong một cái túi như vậy. Phân bón dinh dưỡng dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như là kích rễ rất là tuyệt vời đây. Dòng này một hộp như vậy có 20 túi lọc bên trong rồi nhá, 20 túi phân bón lọc bên trong rồi, em bán với giá chỉ 35.000. Và sang bên này sẽ là phân bón chùm quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một cái hộp túi như vậy. Và ở đây em còn có thêm một cái sản phẩm rất là muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó chính là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong trên 2 tháng. Cái sản phẩm như vậy em bán là 35.000. Cô chú anh chị tìm hiểu cái dòng phân trâu thì biết rằng là chỉ có phân trâu qua nén viên thôi, người ta cũng bán đến 60.000 rồi đúng không ạ? Em nói giá rất là thực tế luôn. Mà ở bên em thì cái sản phẩm này em chỉ bán với giá có 35.000. Đó thì cô chú anh chị thấy là dưới giá sỉ, nhưng mà em đảm bảo cô chú anh chị rằng cái chất lượng nó còn hơn hẳn những cái gói phân bón người ta bán 60.000 cô chú anh chị nhá. Bởi vì ở đây không chỉ có phân trâu mà nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương. Bên em cũng đã làm rất là cầu kỳ, ủ men vi sinh, ủ kháng nấm rất là kỹ luôn. Và sản phẩm bên em không qua trung gian, chính vì vậy mà cái giá cô chú anh chị mua được cái giá tận gốc, nên cái giá cực kỳ là ưu đãi như vậy. Bên này là rất là nhiều những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Miến rong phe đén 100.000 cho một túi 1kg, sim khô 100.000, táo mèo khô 100.000 cho một túi 1kg, nấm ngọc cẩu 150.000, dễ mũi tần với giá 120, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190 và hoàng tinh 200. Và bên này sẽ là cái măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho 1kg nhé. Bên này em còn có mộc nhĩ rừng với giá em bán là 80.000 cho một túi 1kg. Và bên này em cũng có thêm cái sản phẩm, đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Sản phẩm tinh dầu hồi này thì cô chú anh chị tìm hiểu thì biết rằng là nó sẽ có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Ngoài ra cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác tuyệt vời luôn. Giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát. Đặc biệt nó là sản phẩm rất là nó hoàn toàn từ tự nhiên ấy, nên là rất là tốt đối với sức khỏe. Và người ta thậm chí và cái sản phẩm tinh dầu ở cái cánh hoa hồi ấy, cô chính chị biết rằng là người ta rất là nhiều nhà hàng, người ta hoặc là người ta có thể không phải nhiều nhà hàng mà nhiều gia đình, ngay cả trong gia đình người ta cũng cho cánh hoa hồi vào món ăn, có thể tạo thêm cái hương vị cũng như là độ ngọt và cũng rất là tốt với đối với sức khỏe. Thì cô chính chị biết rồi, cái tinh dầu hồi này rất là lành, rất là nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhá, với giá chỉ có 40.000 trong một cái sản phẩm tinh dầu hồi như vậy. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị